Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay mỗi tuần vấn đề chúng tôi lại có mặt tại thành phố San Jose để gửi đến quý vị một trong những vị mà hiện nay tất cả các giới báo chí truyền hình cũng đề cập đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, đó là sư cô Ngọc Liên. Và trước đây thì chắc quý vị đã từng nghe nói đến Hoa hậu Bích Liên, đã từng nghe nói đến chủ tịch của hệ thống công ty EV Princess. Và chắc có lẽ những chuyện đó ngày nay chúng tôi không đề cập đến, mà chúng tôi chỉ đến đây để gửi đến quý vị một trong những người đến định cư tại Hoa Kỳ và có thể nói rằng là một trong những người gắn liền với đời sống tâm linh hiện nay. Lido Sài Gòn TV, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến sư cô và cảm ơn sư cô đã dành cho Lido Sài Gòn TV chúng tôi cơ hội tiếp xúc với sư cô ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch chư tôn quý hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, và xin trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử và khán giả của hệ thống truyền hình Lido Sài Gòn TV, và chào tất cả quý vị khắp nơi, và chào nhà báo Đoàn Trọng. Dạ, cảm ơn sư cô. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có điều kiện đến con đường McLaughlin của thành phố San Jose, tọa lạc tại số 1164, quý vị thấy một cơ sở có thể nói rất là đẹp. Ngay bên con đường đó là Ngọc Phú Vihara Thiền Viện Ngọc Phú. Và ngày xưa đây là một trong những cái cơ sở mà đã được người dân thành phố San Jose biết đến rất nhiều. Nhưng ngày nay hình ảnh đó đã không còn nữa và để lại một cái thiền viện rất là trang nghiêm. Đây là một trong những cái sự thành công của người Việt chúng ta. Họ đến đây với hai bàn tay trắng làm việc có thể nói cần cù cực khổ, thành công. Nhưng cuối cùng họ lại hướng về vấn đề tâm linh. Và hôm nay chúng tôi sẽ có cơ hội gửi đến quý vị cuộc đời của sư cô Ngọc Liên. Thưa sư cô, trung tâm này bao lâu rồi thì nó trở thành là Ngọc Phú Vihara Thiền Viện, thưa sư cô? Dạ vâng, thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa tất cả quý khán giả khắp nơi, và đặc biệt là khán giả của Lido Sài Gòn TV. Trung tâm Ngọc Phú Vihara bây giờ, trước đây là hệ thống công ty của EV Princess và BL Medical, tọa lạc trên đường Mạch Laplin và góc đường Story. Đây là một trung tâm thương mại rất là đông đảo của người Việt tị nạn của chúng ta khắp nơi. Ngay trên đường Story đó là Grand Century Mall, nơi mà người Việt của chúng ta hội tụ đến hàng ngày, hàng năm, và đặc biệt là trong những ngày lễ lớn. Và cái nơi thiền viện Ngọc Phú này, trước đây là hệ thống công ty, bây giờ trở thành thiền viện Ngọc Phú, thì nằm trên đường Mạch Laplin, ngay gốc của Mạch Laplin và Story, rất là tiện. Mỗi sáng chiều tối là có dập dìu xe qua lại. Một cái nơi này rất là gần với Freeway 101, và người Việt của chúng ta ở đây rất là tiện lợi, cũng như là tiện trên đường xe bus. Thưa sư cô, Ngọc Phú Vihara Thiền Viện thì thưa sư cô đã được nhà chính quyền địa phương họ chấp nhận và có thể tất cả mọi cái thủ tục đã hợp thức hóa được chưa, thưa sư cô? Dạ thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị, trước khi Ngọc Liên trở về đất Mỹ này sau những ngày tháng tu tập mà vẫn còn tiếp tục tu tập nữa, thì Ngọc Liên đã về đây xin cái giấy phép để thành lập một cái đạo tràng ở đây, và đồng thời Ngọc đã xin cái giấy phép trademark của liên bang và non-profit, cũng như sư cô đã vừa khai thế cho tháng 3 này rồi, coi như tất cả thủ tục về hành chính thì đã hoàn tất cả. Kính thưa quý vị, khi chúng ta có điều kiện bước vào trong thiền viện Ngọc Phú thì chắc việc trước tiên chúng ta sẽ thấy một phòng khách. Thưa, cái phòng này để làm gì vậy, thưa sư cô? Dạ thưa, kính thưa nhà báo Đoàn Trọng, đây là một phòng tiếp khách để tiếp chư tôn thiền đức, cũng như là tiếp khách ở đây và thờ Tam Thế Phật. Thưa hỏi sư cô, bây giờ thì cái cơ sở này lấy ở cái ngân khoản tài chính nào, ở đâu mà tạo dựng được cái cơ sở này, thưa sư cô? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa nhà báo Đoàn Trọng, cái cơ sở thương mại này trước đây là do hệ thống công ty EV Princess đã tạo dựng nên, bây giờ đã biến thành Ngọc Phú Vihara, có nghĩa là donate cho cái chương trình của tôn giáo của sư cô Ngọc Liên trên bước đường tu học bây giờ. Kính thưa quý vị, khi quý vị có điều kiện đến thiền viện Ngọc Phú thì lại dĩ nhiên chúng ta sẽ có cơ hội bước vào chánh điện. Bức chánh điện hiện nay
Đây là một cái nơi rất trang trọng và rất là có thể nói mang hẳn tính cách Phật giáo, với cỡ khoảng 800 feet, chứa đựng được cỡ khoảng trên 70 đồng hương Phật tử ở trong cái ngôi chánh điện này. Thưa sư cô, thì sư cô thỉnh được an vị được tượng Đức Phật về đây bao lâu rồi thưa sư cô? Dạ thưa quý khán thính giả, Ngọc Liên đã thỉnh Đức Phật về đây vào ngày 27 tháng 12 2015. Về âm lịch là đúng cái ngày mà Ngọc Liên được bổn sư Hòa thượng Thích Minh Hồi nhá kéo để chấp nhận cho sư cô Ngọc Liên đi xuất gia. Đó là cái duyên lành. Trước Tết 2 ngày thì Ngài đã về đến Ngọc Phú Thiền Viện. Đó là cái kỷ niệm đẹp nhất. Thưa sư cô nếu có điều kiện, sư cô có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi một ít về tượng Đức Phật an vị tại đây trong cái tiến trình này như thế nào thưa sư cô? Dạ mô Phật, thưa quý vị, một cái duyên lành và một cái cơ duyên nào thì Ngọc Liên không có hiểu rõ, nhưng mà trong thời gian tu học đó và chỉnh đốn cái nơi công ty mình để chuyển thành Ngọc Phú Vihara, có nghĩa là Thiền Viện Ngọc Phú, thì sư cô đã nhờ thầy từ bên Việt Nam để thỉnh những tượng Phật để về đây an vị ở nơi đây để tương lai Ngọc Liên trở về đây tu hành. Thì khi ở bên Việt Nam đã thỉnh Ngài và về đến Mỹ trước đó một tháng, mà trong khi đó Ngọc Liên đang học ở bên Tích Lan cũng như bên Miến Điện, thì Ngọc Liên đã nhờ một vị ở đây, nếu Đức Phật về đến đây đó thì thỉnh Ngài vào ở trang trọng ở trong chánh điện này, rồi khi Ngọc Liên về trước Tết hy vọng là an vị Ngài. Thì thật ra có một cái chuyện mà nhiệm màu Ngọc Liên cũng không nghĩ đến, thì nó trục trặc đủ hết. Nơi mà vận chuyển họ cứ nghĩ rằng khó khăn, rồi cái container quá lớn, rồi rất là nguy hiểm khi mà giao đến đây không có người. Thì Ngọc cứ nghĩ trong lòng, không lẽ nào Đức Phật chờ Ngọc về đến Mỹ rồi mới thỉnh Ngài được hay chăng? Đó là suy nghĩ đơn giản nhỏ và chia sẻ với sư cô cùng với Ngọc Liên thôi. Nhưng mà sự thật, đến ngày 27 tháng Chạp, tháng 12, 2015, trước Tết 2 ngày, bởi vì năm nay 29 là Tết luôn chứ không có 30, thì Ngọc Liên về đến đây buổi trưa 5 giờ chiều, cũng chiều chiều rồi 5 giờ chiều, thì nghe người đó bảo rằng container Đức Phật đã đến mà họ không cho nhận. Ngọc rất là bối rối lúc bấy giờ, thì Ngọc mới liên lạc với nơi mà vận chuyển hàng. Họ nói rằng họ không di chuyển bởi vì rất khó khăn. Cho nên Ngọc Liên mới gọi điện thoại, Ngọc mới nói rằng nếu Đức Phật không đến đây và cái tam bảo này không có Đức Phật thì Tết năm nay không thể nào được như vậy. Ngọc rất là thất vọng. Thì Ngọc liên lạc tới lui, thì Ngọc cuối cùng quyết định là Ngọc phải đích thân và nhờ một vị nữa mướn xe truck để đến nơi cái nơi mà mang hàng về để xin được thỉnh Ngài. Thì Ngọc trên đường đi thì Ngọc cũng van vái là cho Đức Phật về với con để mà kịp Tết con thờ Ngài. Thì rất là nhiệm màu thưa quý vị, khi mà Ngọc đến đó rồi thì Ngọc lầm trong bụng nói: Đức Phật ơi, con xin Đức Phật về với con để mà kịp giờ con đảnh lễ Ngài, cũng như con trang trí chuẩn bị để cho 3 ngày Tết này cho nó vui vẻ. Thì rất là nhiệm màu. Khi đến đó, khi làm việc không thì ở nơi vận chuyển hàng chấp nhận cho Ngọc thỉnh Ngài về ngày hôm nay. Cho nên khi Ngọc thỉnh Ngài về tới nơi Ngọc Phú Vihara thì té ra Ngọc nhớ ra đây là cái ngày 27 tháng 12. Đúng là cái ngày mà Hòa Thượng Bổn Sư Thích Minh Hồi đã nhá kéo chấp nhận cho Ngọc đi xuất gia. Rất là linh thiêng nhiệm màu. Cho nên khi Ngọc nhớ sực ra như vậy, té ra Ngọc nói: wow, vậy là Ngài chờ Ngọc thì Ngài mới vào. Thì Ngọc mới đảnh lễ ba cây nhang bên trong và xin Ngài vào, và cũng như ba cây nhang ở ngoài. Cho nên nhờ quý vị thỉnh Ngài vào bên trong đúng cái ngày Ngọc đi xuất gia. Thưa quý vị, theo như lời ni sư sư cô Ngọc Liên cho biết thì đúng vào ngày sư cô xuống tóc xuất gia, cũng là đúng vào ngày Đức Phật lại đến an vị tại Thiền Viện Ngọc Phú. Thưa sư cô, hôm nay thì chắc là sư cô sẽ dành thời giờ cho một tuần vấn đề chúng tôi để nhiều chuyện để biết cuộc đời tu hành của sư cô. Vì trước tiên từ một hoa hậu
từ một giám đốc một cái công ty mỹ phẩm có thể nói rất nổi tiếng ở khắp vùng từ miền Bắc cho đến miền Nam California. Cái gì để làm sư cô dứt khoát và trở thành một cái người tu sĩ như vậy thưa sư cô? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị. Nhân cái cơ hội này, nhà báo Đoàn Trọng đã thay mặt cho hệ thống truyền hình Lý Đô Sài Gòn TV đã đến với miền Bắc California trong một duyên lành. Thì Ngọc cũng có mặt tại thành phố này để lo những công việc quan trọng trước khi tiếp tục trên con đường tu học. Thì Ngọc Liên rất là cảm ơn nhà báo đã bỏ thời gian quý báu này. Và Ngọc Liên cũng xin phép quý khán thính giả và Phật tử khắp nơi cùng như nhà báo Đoàn Trọng cho Ngọc Liên có cái sự tâm tình về những câu hỏi thắc mắc cũng như là tất cả những khách hàng và quý vị ở khắp nơi quan tâm đến Ngọc Liên trong cái quá trình mà thay đổi đột ngột một con người bình thường mà đã đi xuất gia. Cho nên cái điều Ngọc Liên hiểu được những cái thắc mắc đó trong chúng ta ai cũng đã đặt ra cho Ngọc Liên. Nhưng nhân cái cơ hội này thì xin cho Ngọc Liên bày tỏ hết cái tâm tình của mình và cái sự thương yêu quý mến cũng như cái sự quan tâm của quý vị dành cho Ngọc Liên. Dạ. Thưa sư cô, chúng tôi thường có những cái show truyền hình với một số hòa thượng thượng tọa đại đức. Chúng tôi cũng nghe hòa thượng Thích Chân Thành nói rất nhiều những cái gì mình có ngày hôm nay đó là do cái duyên trước trong quá khứ. Thế sư cô có nghĩ rằng cái duyên trong quá khứ của sư cô đã dẫn dắt sư cô đến hiện tại bây giờ trở thành một tu sĩ Phật giáo không? Thưa sư cô. Dạ, Mô Phật, thưa nhà báo Đoàn Trọng, thì Ngọc Liên có nghe các vị thường cho rằng những trong cái tiền kiếp trước đây Ngọc Liên cũng đã có lần đi xuất gia, cho nên sau khi thành công trong cuộc sống của mình thì Ngọc Liên nghĩ đến về tâm linh cũng như là nghĩ đến về cái cuộc đời làm sao mà mình hướng thiện để theo chân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Ngược lại với quá trình hoạt động của Ngọc Liên trong thời gian qua, ai cũng đặt câu hỏi ra là tại sao Ngọc Liên đột ngột lại đi xuất gia, bởi vì sao trong cuộc đời mà Ngọc Liên quyết định như vậy. Thì thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị, trong cái quá trình mà Ngọc Liên làm việc để cố gắng vươn lên như bao nhiêu ngàn người tị nạn của chúng ta đến đất Mỹ để tạo cái cơ hội làm sao chúng ta đạt được cái ước nguyện của mình và cho chính bản thân, cho gia đình và xã hội, thì Ngọc Liên nhìn trong quá trình với cộng đồng xã hội của mình thì những tiền tài danh vọng ai cũng ước vọng đạt được cái nguyện vọng đó, trong đó có Ngọc Liên. Nhưng Ngọc Liên thấy những tiền tài danh vọng đó là những cái hư vô, cuộc đời nó rất là vô thường, chết chóc bệnh hoạn có còn và mất. Ngọc Liên đã nhìn thấy rất là nhiều trong cảnh đời đua nhau, rồi có thể là chém giết lẫn nhau, ganh đua lẫn nhau. Những cái quá trình đó Ngọc Liên đã thấy rất nhiều. Và Ngọc Liên nghĩ cho bản thân mình làm sao tìm một nơi, đặc biệt là tâm linh, để làm sao Ngọc Liên làm được những gì mà Ngọc Liên khi ra đi được một nơi nương tựa vững chắc hơn. Yeah. Thế thưa sư cô, trong quá khứ sư cô đã gắn liền với tất cả những cái đời sống của một cái người phụ nữ mà được nhiều người biết đến, từ hoa hậu cho đến giám đốc một công ty mỹ phẩm, thì đến ngày hôm nay trở thành một vị tu sĩ, có lúc nào sư cô thấy quá khó khăn đi không sư cô? Như mỗi ngày, những ngày tháng trước thì sư cô phải lo chăm sóc sắc đẹp của mình, phải lo bảo vệ mỹ phẩm, giữ được cái làn da của mình, từ tất cả những cái để giữ cho cái người của mình được trẻ đẹp mãi. Đến bây giờ một vị tu sĩ Phật giáo thì những cái điều đó nó còn vương vấn với sư cô không? Dạ, Mô Phật, thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị, có một cái duyên lành nào đó mà Ngọc không bao giờ mơ tưởng đến những cái quá khứ. Mặc dù trong quá khứ khi Ngọc thức giấc đó thì Ngọc phải chuẩn bị cho cái bề ngoài của mình thật đẹp, thật lộng lẫy và thật quý phái để mọi người chiêm ngưỡng, bởi vì đó là cái nhu cầu của đời sống bình thường với một hoa hậu, với một tổng giám đốc. Nhưng khi Ngọc đã quyết tâm xuất gia rồi, trong tâm tư của Ngọc không nghĩ về quá khứ và không nghĩ rằng tiếc gì cả. Ngọc rất là an phận và rất là vui với chính bản thân, với đầu tròn áo vuông, mà rất là nhẹ nhàng trong tâm. Sư cô,
sư cô chắc hẳn đã rời bỏ quá khứ, hay là có lúc nào khó khăn sư cô nghĩ lại cũng lại trở lại đường cũ không thưa sư cô? Dạ, thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị, với tâm của Ngọc thì Ngọc không có nghĩ như vậy. Ngọc rất là an phận, quyết định cho mình và chọn cuộc đời của mình còn lại. Chúng tôi nghe nói rằng trong những cái ngày tháng cuối cùng của Hòa Thượng Thích Giác Diên thì sư cô kề cận với Hòa Thượng. Sư cô có nghĩ rằng là Hòa Thượng Giác Diên cũng là một cái nguyên nhân, cũng một cái sự động cơ nào đó để giúp đỡ cho sư cô trở thành vị tu sĩ Phật giáo như ngày hôm nay không sư cô? Trước hết, Ngọc Liên xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong cái niềm đau xót và ngậm ngùi của tất cả các hòa thượng, chư tôn, đại đức, tăng ni của phái đoàn tăng già khắc sĩ thế giới, sư ông pháp chủ đại lão hòa thượng pháp chủ Thích Giác Diên đã ra đi, đã viên tịch vào ngày 3 tháng 8 2015 vừa qua. Kính thưa quý vị, Ngọc Liên rất là có phước và có duyên lành trong những ngày tu học tại Việt Nam, trở về Mỹ và đã đến với đại lão hòa thượng Thích Giác Diên. Sau đó đã được cái cơ hội may mắn và được đại lão hòa thượng Thích Giác Diên đã chọn Ngọc là một đệ tử cuối cùng, là đệ tử Úc của đại lão hòa thượng Thích Giác Diên. Kính thưa quý vị, cái niềm phước báo và duyên lành, Ngọc Liên đã được ở bên cạnh đại lão hòa thượng trong những ngày cuối cùng cuộc đời của Ngài và đã được cái may mắn hầu hạ Ngài, cũng như đã được Ngài dạy dỗ cho Ngọc trong những ngày cuối cùng của Ngài. Ngài dặn Ngọc Liên thì cố gắng tu học và cố gắng hành trì Phật Pháp. Như quý vị đã biết, đại lão hòa thượng Thích Giác Diên là một người cao tăng đầy đức độ và một cái tấm lòng Bồ Tát vị tha đùm bọc che chở cho tất cả môn đệ pháp quyến của hệ phái tăng già khắc sĩ thế giới. Mặc dù Ngọc Liên đến với đại lão hòa thượng Thích Giác Diên trong một thời gian rất ngắn, ở bên cạnh Ngài trong những thời gian cuối cùng, những cái cơn bệnh hoành hành trong cơ thể của Ngài làm cho Ngọc Liên rất là đau xót. Thưa quý vị, Ngài chia sẻ rất nhiều trong đời sống mà Ngài đã đi hoằng pháp khắp nơi trên toàn thế giới. Đại lão hòa thượng Thích Giác Diên đã cho đệ tử Ngọc Liên biết được là hàng ngàn, hàng trăm ngàn đệ tử của Ngài ở khắp nơi. Ngài có chuyển lời hỏi thăm đến tất cả các quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và tất cả Phật tử gần xa. Ngài luôn luôn nghĩ đến tất cả các đệ tử và môn đệ. Đó là những lời sau cùng mà đại lão hòa thượng Thích Giác Diên đã để lại cho Ngọc. Và Ngọc xin thưa với tất cả quý vị những lời cuối cùng của đại lão hòa thượng Thích Giác Diên. Kính thưa quý vị, cuộc đời mai một, nay còn mai mất, không thể nào mà tránh khỏi cái sự chia ly và mất mát. Trong sự ngậm ngùi mất mát lớn lao của tất cả hàng trăm môn đồ của môn phái tăng già khắc sĩ thế giới Việt Nam, chúng tôi vô cùng thương tiếc đại lão hòa thượng đã ra đi, sẽ không còn với chúng ta nữa. Ngọc Liên là một trong những đệ tử cuối cùng, rất là hạnh phúc, rất là phước báo ở bên cạnh Ngài. Con cũng rất ngậm ngùi và đau xót khi đại lão hòa thượng sư ông đã ra đi. Đó là cái điều mà quý vị thấy trong những ngày vừa qua, tất cả mọi người đều thao xót, thương tiếc cho một vị Bồ Tát. Đó là đại lão hòa thượng Thích Giác Diên. Dạ, mô Phật, thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị, đó là cũng một duyên lành mà nhiều khi Ngọc Liên nghĩ có thể là cái duyên tiền kiếp với pháp chủ Thích Giác Diên trước đây. Ngọc Liên xin thưa với quý vị là
trước khi Ngọc Liên đi xuất gia, một cái duyên lành, Ngọc Liên đã nghe Hòa Thượng Pháp Chủ, một đại lão Hòa Thượng Đức Độ Cao Tăng đang nằm bệnh viện Fountain Valley. Ngọc có cái mơ tưởng rằng với những cái tâm sự của Ngọc, tâm tư Ngọc thường thường đi giúp đỡ những người nghèo bất hạnh, cũng như Ngọc thường thường đóng góp cho Tam Bảo ở khắp nơi, Ngọc rất là thích và nguyện vọng đóng góp cũng như cúng dường cho những đại lão cao tăng và những người tu hành. Thì Ngọc Liên rất là mơ ước lúc đó. Thì biết được Ngài nằm ở bệnh viện, Ngọc tìm đến nơi rồi đảnh lễ Ngài cũng như cúng dường trên giường bệnh của Ngài. Thì lúc đó Hòa Thượng bảo rằng: "Con à, tiền khó lắm con, làm ăn rất là khó, mà con cúng dường cho Thầy một cái số tiền như vậy." Hòa Thượng mừng lắm. Pháp Chủ khóc trên giường bệnh, làm cho Ngọc cũng bùi ngùi rưng rưng nước mắt. Ngọc nói: "Con, vấn đề tiền này thì đối với con nó cũng quý, mà đối với con nó cũng không quý. Nhưng mà con làm được điều này cho Ngài, con rất là vui, hạnh phúc lắm. Ngài hoan hỷ nhận cho con." Thì Ngài mới xoa đầu, nói: "Thầy rất là vui, Thầy rơi nước mắt bởi vì cái tâm của con quá tốt. Mặc dù chưa biết con, ngày hôm nay gặp con trên giường bệnh tại Fountain Valley này." Thì hai Hòa Thượng với Ngọc rất là bùi ngùi. Lúc đó Ngọc vẫn còn là Hoa hậu Bích Liên. Thì Ngài kêu: "Con để vào túi cho cái Thầy đi, đừng có kêu Hòa Thượng, già lắm." Thì Ngọc cũng rất là hoan hỷ, rất là mừng ở đó thăm Ngài. Rồi một ngày không xa thì quyết định Ngọc đi xuất gia. Khi trước khi đi về Việt Nam để xuống tóc, thì Ngọc suy nghĩ đến là nghe Ngài đã về nơi cái chỗ hành đạo của Ngài trên đường Westminster. Ngài quyết định đến thăm Ngọc Liên, quyết định đến thăm Ngài trước khi Ngọc Liên về Việt Nam để xuống tóc ở bên đó tu. Thì Ngọc đến đảnh lễ Ngài và thưa với Ngài là Hòa Thượng Thích Minh Hồi ở San Diego đã chứng minh cho con, đã làm sư phụ bổn sư của con rồi. Hôm nay con đến đảnh lễ sư ông để con đi về Việt Nam tu. Ngài cũng chứng minh và thọ ký trên đầu cho Ngọc. Thì con Ngọc Liên lúc đó mới bạch với Ngài là: "Hòa Thượng, sư ông mà cho con đi về Việt Nam, để vì con muốn đi để biết được những nơi khó khăn như thế nào, và con tu tập thì mai này con cũng trở về với Hòa Thượng." Thì Hòa Thượng cười cũng hoan hỷ lắm. Thì khi Ngọc Liên trước khi đi cũng đảnh lễ Ngài. Rồi khi Ngọc Liên đi bên Việt Nam xuống tóc và tu khoảng 4 tháng sau, Ngọc trở về. Thì trở về Mỹ để có những cái giấy tờ trong công ty Ngọc phải dọn, bởi vì Ngọc đi rất là bất ngờ và chưa có chia sẻ cũng như quyết định cho các em, các cháu ở nhà, cho nên trở về Mỹ để lo giấy tờ tăng tịch để bước vào học. Thì khi Ngọc về đến Nam California, đến với cái viện hành đạo của Pháp Chủ Thích Giác Nhiên, thì Ngài mới nói đệ tử của Ngài đó là Ni Sư Tường Liên quyết định là truyền giới, thọ giới cho sư cô Ngọc Liên, để sư cô Ngọc Liên được cái phước báu đó nương tựa Ngài trong những ngày còn trên thế gian này. Rồi Ngọc Liên rất là hoan hỷ, rất là mừng và được Ngài truyền giới, truyền cụ túc giới cho Ngọc ngay cái ngày đại lễ Phật Đản 2015. Dạ, vâng Phật. Thế thưa sư cô, chúng tôi xin đến với sư cô một cái câu hỏi và hy vọng sư cô thông cảm cho chúng tôi. Thế có nhiều người trong đời sống thì chẳng có ai được tất cả và chúng cũng chẳng có ai mất tất cả, thưa sư cô. Rất nhiều người cũng có thể họ ganh tị với cái sự thành công của sư cô. Cũng có nhiều người cũng không thích vì có những cái có thể nói rằng khác biệt giữa Hoa hậu Bích Liên với họ. Và ngày nay Hoa hậu Bích Liên giả từ cái đời sống bình thường để trở thành một vị tu sĩ Phật giáo, có những cái lời ganh tị, có những cái sự giảm pha, có những cái lời nói mà có thể làm cho sư cô không hài lòng. Sư cô nghĩ sao về cái vấn đề đó? Dạ, mô Phật, thưa quý khán thính giả và thưa nhà báo Đoàn Trọng, những cái lời thị phi thì rất là nhiều, nhưng Ngọc Liên được có một cái tính là ít khi nào vào mạng để xem phê bình, chê khen của tất cả quý khán giả khắp nơi. Nhưng dù chê dù khen đi nữa, đó cũng là cái lời bình luận của mọi người, suy nghĩ của mọi người. Còn đối với sư cô Ngọc Liên thì Ngọc Liên cảm thấy mình
làm việc cũng như tu hành là cho chính bản thân của mình. Mình cố gắng mình vươn lên để mình được những gì mình mong mỏi. Đó là cái điều mà Ngọc Liên ít bao giờ quan tâm đến và ít bao giờ gọi là phản ảnh đến. Đó là cái dư luận bề ngoài cũng như tất cả một ý nghĩ của mọi người khác nhau, thưa nhà báo. Thế bây giờ thì công ty của sư cô đã gây dựng biết bao nhiêu năm, bây giờ không dạy sư cô phụ tay sao? Dạ thưa nhà báo Nguyễn Đoàn Trọng và thưa quý vị, Ngọc Liên đã sinh ra cái sản phẩm này trong cả cuộc đời của mình để tạo dựng nên sự nghiệp. Thì Ngọc cũng giúp được rất là nhiều, những sự cộng tác, những người cộng viên và những người đại lý rất là nhiều, để nhờ phương tiện công ty và hệ thống sản phẩm này để mà gửi đến quý vị khách hàng khắp nơi trên toàn thế giới. Khi Ngọc Liên đi xuất gia thì Ngọc Liên không nghĩ đến một cái gì cả. Nhưng khi đi xuất gia rồi thì Ngọc Liên có bàn giao công ty này đến tất cả các em gái cũng như là các em rể và cháu rể. Thì các em đã giao cái quyền cho Ngọc Liên là một người cố vấn hàng đầu cho công ty này, để tiếp tục để duy trì công ty cũng như là để giữ đến cái sự uy tín và niềm tin của khách hàng khắp nơi. Cho nên công ty vẫn còn hoạt động bình thường.